Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử đồng chí Phạm Minh Huấn. Đồng chí Phạm Minh Huấn sinh năm 1960 là chính khách Việt Nam. Đồng chí nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Minh Huấn sinh vào ngày 9 tháng 7 năm 1960, quê quán xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam 19 tháng 10 năm 1987, ngày chính thức 19 tháng 10 năm 1988. Về trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ sư ngành xây dựng, lý luận chính trị, cử nhân, quản lý nhà nước, chuyên viên cao cấp. Về sự nghiệp, từ tháng 3 năm 1983 đến tháng 12 năm 1984, cán bộ phòng kế hoạch kỹ thuật, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 3, Tuyên Quang. Từ tháng 1 năm 1985 đến tháng 12 năm 1985, phó quản đốc phân xưởng khu B, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 3, Tuyên Quang. Từ tháng 1 năm 1986 đến tháng 12 năm 1986, phó trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 3, Tuyên Quang. Từ tháng 1 năm 1987 đến tháng 10 năm 1987, quyền trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 3, Tuyên Quang. Từ tháng 11 năm 1987 đến tháng 2 năm 1989, quản đốc phân xưởng Viên Châu, bí thư đoàn thanh niên xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 3, Tuyên Quang. Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 3 năm 1993, phó bí thư chi bộ văn phòng xí nghiệp, trưởng phòng kế hoạch vật tư kỹ thuật, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 3, Tuyên Quang. Từ tháng 4 năm 1993 đến tháng 9 năm 1995, đảng ủy viên, trưởng phòng kế hoạch vật tư kỹ thuật, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 3, Tuyên Quang. Từ tháng 10 năm 1995 đến tháng 12 năm 1996, đảng ủy viên, phó giám đốc xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 3, Tuyên Quang. Từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 10 năm 1997, chuyên viên phòng nghiên cứu tổng hợp văn phòng tỉnh ủy Tuyên Quang. Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 8 năm 1999, học viên lớp cử nhân chính trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 11 năm 2000, chuyên viên phòng nghiên cứu tổng hợp văn phòng tỉnh ủy Tuyên Quang. Từ tháng 12 năm 2000 đến tháng 12 năm 2002, chi ủy viên, chuyên viên chính phòng nghiên cứu tổng hợp, văn phòng tỉnh ủy Tuyên Quang. Từ tháng 1 năm 2003 đến tháng 7 năm 2004, phó bí thư đảng ủy, phó chánh văn phòng tỉnh ủy Tuyên Quang. Từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 3 năm 2008, chánh văn phòng tỉnh ủy Tuyên Quang. Từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 7 năm 2010, bí thư thị ủy Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, bí thư thành ủy Tuyên Quang. Từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 2 năm 2014, phó bí thư ban cán sự đảng, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Ngày 14 tháng 2 năm 2014, tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa 15 kỳ bất thường, đồng chí Phạm Minh Huấn được bầu giữ chức phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 14 tháng 5 năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu đồng chí Phạm Minh Huấn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 24 tháng 10 năm 2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, đã bầu đồng chí Phạm Minh Huấn tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ nhất bầu đồng chí Phạm Minh Huấn
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều ngày 1 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị công bố quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ đối với đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.